trên một cái máy. Ố nó chạy kìa. Cầm 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 thùng chân cái. Đây. Nút đây này cả nhà. Đây. Rồi chắc là bom sẽ đi lên đầu trên cả nhà ơi. Tại ở đây á nó có cỏ này nè. Có một lớp này cho nên là bên ngoài này có con nào là nó chạy xuống dưới hết. Mình không có bắt được. Cái con gì nó bay. Đây con chạy quá. Đây. Trước này luôn nè. Đây đây, có nó. Ui nó chạy ra kìa, con kia to kìa. Con bên này to nè. Đây cả nhà. Đã chưa. Đó, nằm nè. Đầu mưa cái cu đồng ra nhiều. Kìa kìa. Đó, nó chạy nè. Đây, cả nhà xem nè. Đó. Đây. Cô đồng dễ bắt lắm nha cả nhà. Nó nằm im mà. Ui, mới bắt này. Xíu à. Nhiều ha. Đó. Đây cả nhà. Đây, con to nè. Càng to chẳng luôn. Bún này hơi sâu ha. Đây nè. Lưỡi nó dí xinh nè. Đó, đây nữa nè. Đó, cứ tới mấy cái bún này là thôi. Bắt mê luôn. Đây cả nhà. Đây sâu quá. Không thấy. Đây đây em quay cho mọi người xem nè. Con cô nó nằm trên nhánh cây luôn. Đó. Nó bù trên nhánh cây dưới nước luôn. Đâu. Con nào. À đây 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 con nữa nè cả nhà. Mấy con này nó leo trên nhánh cây á. Đây một con. Hai con. Đây nó chạy. Chạy nhanh ghê. Buổi tối mà đi bắt cua nóng luôn cả nhà ơi. Thường là ở chỗ của bom á, sau những cơn mưa là bắt đầu cua nó ở trong mấy cái rạch này, nó chạy ra ngoài này ăn nhiều lắm cả nhà. Nó đi kiếm đồ ăn. Đây nè ơi. Hai con luôn. Ui. Dưới này rễ cây không à. Nó chạy xuống dưới. Một con mới thì đây. Hay, ui, con này to lắm. Cái càng trắng tinh dưới nước luôn nè. Đây. Ui, con cua này to. Ôi, cả nhà xem. Con cua này cái càng nó to chảng à. Khiếp. Nằm nó dơ cái càng lên nhìn ghê chưa. Càng to nhất luôn á. Đây, con to nữa. Đây, cua to không à. Con này rụng càng rồi cả nhà ơi. Chắc là mấy anh này cắn nhau rụng càng hay gì á. Tính ra là hôm nay nó ra chưa nhiều á. Bữa trước đi bắt nhiều hơn nữa à. Đây con to. Ui. Chỗ này con to to không à ha.
kẹt với cây đó cả nhà ơi. Đây, một càng thì to, càng thì nhỏ. Được không? Em đi dọc đường trên này nè. Nhiều rồi cả nhà ơi. Đây. Úi, trên này con to to không à. Bắt đã luôn. Ôi. Cái con kia nó chạy mà chụp xuống lại trúng con khác. Con này nhỏ hơn. Tiếp tục rồi. To nó chạy xuống dưới này rồi. Anh này nhanh quá. Đó, mình tiếp tục đi vòng lên trên này tìm mấy cái bún bắt. Đây. Cái chỗ nào mà nước nó sâu như thế nha là cua nó sẽ tù lại. Đó. Con này cua cái đang có trứng cả nhà ơi. Con này chắc mình thả nha. Đi đi. Có nhiều con nó nào bụng con ở đây. Rồi cả nhà ơi, nãy giờ bom bắt cũng được gần nửa thùng rồi. Bây giờ bom sẽ đi về rồi sáng mai mình sẽ làm món với con cua đồng này nha.